Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Turbo Run. Let's go. Các bạn làm theo hướng dẫn của cái này nhá. Khi nhảy lên các bạn phải theo hướng dẫn, nếu không thì các bạn sẽ không được tiền vàng trong này. Ok. Khi đủ lộ thì các bạn sẽ biến thành một chiếc xe. Let's go. Wow, không đưa lên được kìa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Lonely Stone. Okay, let's go. Oh my gosh. Boom. Wow. Nếu vật này của mình chết rồi. Okay. Đấy sẽ phải tìm cách không chuyển vào sau đây rồi. Wow. Hai vết ba. Thank you.
Ok, let's go. Ok, let's go. Và mình sẽ phải nâng cấp thêm. Sao mình sẽ trở thành 3 sao hết. Let's go. Wow. Oh my gosh. Thôi, hồi máu cơ. Oh my gosh. Đánh chưa nào? Sắp thắng rồi. 3 sao rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tình hình thứ 3. Ôm luôn run, let's go. Này mới update sao các bạn ạ, cửa rất là khác luôn, nhìn hoàn toàn mới. Và như thế này thì nếu các bạn cẩn thận thì sẽ chích ai, bởi vì nhìn rất là khó nhìn, càng đẹp thì càng khó nhìn. Let's go, mình ăn nhầm cái này coi, nhưng không sao. Xong hết cái này rồi. Chích chết, ok. Let's go. Nhân hai vàng.
Rồi còn một đoạn nữa thôi, sắp vào về đích rồi. Oh my god, cái này phải nhảy lên, đừng để đâm vào, đâm ra lại chết. Khổ, được 2 sao thôi. Đúng không sao, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tom Friend, my chicken Tom Friend. Let's go. Ok, mình sẽ mặc luôn cho chàng trai này. Anh chàng này đang đói đây, mình sẽ cho anh ta. Ok, let's go. Ở gần đây có một cái bãi rác ở đâu. Mình vừa nghe tiếng ruồi muỗi. Đây rồi. Ok, đi tắm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ năm. Taking Tom Good Run. Let's go. Cho ăn lên chiếc máy bay này. We'll be right back.
này mình sẽ nghe cậu ta và đánh cho cậu ta một trận luôn. Cậu ta đi rất là kinh khủng. Bắt ra hoài góc, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tom Candy Run. Oh my god, bị lừa rồi. Mình tưởng là tất cả đều đưa lên. Ai ngờ lại bị như vậy. Nhưng không sao, mình vẫn còn một cô bé này. Wow, wow, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. My Tom 2, let's go. Cậu này là mới ngủ rồi, mình sẽ gọi cô ta dậy. Okay, let's go. Oh my god.
Okay, let's go. Rất là nhiều luôn. Mua hết tiền mà mới được có hơn một nửa. Ok. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Zombie Stone Army. Let's go. Lên là 15 chú zombie rồi. Nhưng mà càng đông thì các bạn càng khó giữ rồi. Ok, mình đã hóa thân thành ninja. Let's go. Wow, chết luôn rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.